Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì lần này mình sẽ chơi khẩu F2000H1. F2000 nó có lẽ thuộc họ dòng họ với lại cây MQZ hay chơi đột kích, mà cái cây cùi cùi nó đột kích các bạn. Nhưng mà MQZ mà các bạn vào đột kích nó bắn khá là ngon, nhưng mà cái này dòng họ với nhà nó đấy, F2000. Còn WA2000 thì là một súng nhắm, còn cái này là F2000 là một súng MG. Vâng, cảm ơn bạn Acon đã cho mình mượn acc để thực hiện video này. Clan của bạn ấy là Ami Mefan. Bạn ấy là một bạn nữ nha các bạn. Ok, bắt đầu nào. Bắt đầu một trận đấu rank nha. Còn map thì mình không có lựa, biết là lựa map gì đâu. Cái này là do ngẫu nhiên thôi, random. Mình có bắn qua một hai ván thì mình thấy là khẩu súng này một khẩu khá là mạnh, nhưng mà nó mạnh về mạnh về ít đam ấy, đam thấp lắm, với lại tốc độ bắn nó cao này, cao hơn cả đia nhiều. Mình bắn đia cảm giác là tốc độ bắn của đia, tốc độ xả đạn của đia nó không bằng cây này, mặc dù cây này là đạn 30/60, tức là bằng đia luôn, lại bằng đia cấp 4 các bạn ạ. Con này mới cấp 5 thôi. Rồi, bay vô. Đây là một map gì bến cảng, bay vào. Úi giời ơi, chết rồi. Đục tường map này khá là phê, nhưng mà cây này đục không được rồi, các bạn có thể đấy, đục không được bao giờ. Không có bao giờ gọi là mất thấm máu quân địch cho lắm, chỉ có AK mới đục nó ngon thôi. Đấy, vẫn đục được, quá ngon. Một cây này có một độ giật gọi là kinh hồn. Đấy, bắn thẳng mọi người vậy mà nó giật đi đâu ấy, mẹ nó. Bắn mình dưới nhí dí thẳng mọi người rồi cứ đạn cứ bay trên đầu không, kiểu mũ rìu có mắt thở à. Và nhìn ngoại hình nó thì quá là hầm hố. Ý, headshot báo thù mày ngon. Đấy, cái ngoại hình của nó giống con cá mập ấy, smart gì ấy. Vâng, cứ leo lên đây đi, tại vì quân địch cũng chưa có thằng nào hồi sinh, mà giờ nhảy ra mà bọn nó mới hồi sinh xong thì chỉ vào hiến mạng với nó thôi. Tại lúc đó là nó có mấy giây bảo vệ mà, được bảo vệ, được bảo kê với cái vòng gì đấy mình không biết, nói chung là bắn không mất máu. Cho nên các bạn cứ núp đi, phà đấy, từ từ mà chơi, đợi khi nào mà nó hết cái mấy giây hồi sinh đầu thì giết đó, giết. Ê rồi, máu ơi, cái này xả đạn nhanh quá, bắn không có trúng mà đạn ra hết mẹ rồi, kiểu 5 giây phọt lần ấy, không hơn thế nữa. Ê, cái gì đây? Ôi rồi, cây nhắm vừa nhảy vừa bắn, mà cây này thì thất bại hoàn toàn, không thể ăn vào đâu được. Bắn thử vậy. Ôi, không được, còn 4 tiết thôi, mình nên lựa chọn gọi là biện pháp an toàn, cứ lấn đi. Nói chung chơi game thì nói chứ mình chỉ bình luận theo một cái gọi là phong cách quá là bình thường thôi, không có gọi là thằng nào chơi game chả vậy, nói chung là cá nhân hóa thôi. Còn các kênh channel khác thì người ta chơi VIP kệ người ta, mình không quan tâm, mình không chơi VIP được thì thôi. Hết đạn rồi, còn khá là đạn quá là nhanh, mình đã mua thêm băng đạn nữa mà vẫn không đủ chơi. Còn hết đạn sạch luôn, không, mình đã mua là gấp đôi băng đạn đấy các bạn. Không phải, chị Acon nó mua giùm mình. Chị ấy là rất là nhiều, là những người nhà giàu có điều kiện nữa. Chưa làm, chị ấy là anime fan hạng 60 sau mấy ấy. Rồi, cây lục này đục cũng khá là ngon, tôi bắn khá là ngon chứ không có đục được. Cái này đam đục yếu lắm, được cái đạn nhiều, xả này. Bạn chơi kèm với khẩu nhắm, hồi trước mình có review cây R phát chỉ về cây éo gì ấy, cái gì nhỉ? Ôi rồi, vẫn được kêu cây R phát rồi cây M gì ấy, quên cha rồi, không có nhớ tên. Cái cây mà bữa mình review map trạm không gian đấy các bạn. Cây đó vẫn gọi là êm ấy, nó khác hẳn với cây R phát thôi, hồi sinh đi. Nó nhiều vãi. Bắn nó sướng hẳn đấy con, không phải là bắn tiếng nó êm này, tốc độ delay đạn nhặt vũ khí của mình hay nó bị lỗi, nhặt bao nhiêu lần cũng không được, tại vì mình để chỗ nhặt vũ khí nó bé quá. Bao nhiêu, ôi dồi ôi, nhìn các bạn nhìn thấy không, giống cây này có trong đột kích cũng có rồi, nhà phát triển là bê nguyên từ đột kích qua thì phải. Còn các bạn chơi tập kích hựa nó bên hầm hố. Úi giời, lúc sau cột bắn không bao giờ xuyên nổi. AK thì coi như đi rồi đấy, bắn dưới chân thôi mà, tại vì cái này không có tạo ra để đục tường.
đang nó là đang chơi thôi, lại giật nữa. Ôi rồi, ơi bắn 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 ngu ngu mà cũng phải dính được mạng kill. What the fuck, M200 nó còn. Thường thường những cái nhóm thì có núp thôi, mình chơi này nhóm ít khi núp lắm. Núp là núp chỉ một số map mà nó có cái đường đường mấy cái đường này nó hẹp á, phải phải núp thôi chứ mình sách ta chạy không dí kịp với nó. Ok, vào đây, vào đây, bước vào đây. Ủa, hai em. Ồ, kéo được, ây, vẫn ha. Thằng kia đang mẹ rồi chứ không phải mình không ăn được hai em. Đây là mấy em thứ hai này. Vâng, báo thù luôn. Ok, chúng mày cứ vào đây đi, bước sát vào. 5 em nữa là win. Vâng. Ơ, không khéo chết. Không khéo, ôi, vẫn chết. Mình không hy sinh, sống nhân răng đây. Nhưng mà, ơ, còn hai. Hai tên nữa. Cố lên nào. Lượng nói chung là nó một cây giống như một cây đia trong hình dạng mới vậy. Ôi rồi, quá ngon. Ok, nếu các bạn cảm thấy hay, like, share và subscribe channel của mình nhé. Mình rất cần những cái like và subscribe động viên tinh thần của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn chị Aqua cho mình mượn ạ.